xuất hiện cảnh nóng, thảm họa của cặp đôi 60 tuổi, nam chính đóng 19, phim rác liên tiếp khiến khán giả sốc. Bộ phim cổ trang này vừa chiếu đã bị chê thảm họa vì cảnh nóng kịch cẩm của cặp chính. Lên sóng nền tảng Tencent ngày 9 tháng 1, bộ phim cổ trang Đậu Bao Huyện Lệnh bị khán giả chê bai hết lời vì kém chất lượng. Theo Quy Quy, doanh thu đến từ phí xem phim trực tuyến chỉ thu về 560.000 nhân dân tệ, gần 2 tỷ đồng. Bộ phim có nội dung nhàm chán, lại được xây dựng nhiều tình tiết hài, nhảm nhí, khiến khán giả khó chịu. Bộ phim mới chiếu đã bị chê thảm họa vì hài nhảm. Đậu Bao Huyện Lệnh gồm nhiều câu chuyện nhỏ, với thông điệp truyền tải xoay quanh chuyện hiếu thảo với bố mẹ. Ví dụ như chuyện người mẹ bị con trai đuổi khỏi nhà vì sợ vợ, hay vị quan được người bố thất lạc âm thầm chi tiền, đầu tư xây phủ. Phần cốt truyện và thông điệp có thể hay về mặt lý thuyết, song thực tế lại không được như vậy. Tuy nhiên, phim lại có nhiều tình huống gây hài khiên cưỡng, gượng gạo. Đặc biệt, các diễn viên đều ở tuổi trung niên, xế chiều nhưng lại ăn bận, trang điểm lố lăng, bày trò cù lét, khán giả như độc trap nhưng thất bại. Bên cạnh nam chính Phan Trường Giang, phim còn có nữ diễn viên Nguyễn Quỳnh đang tham gia. Cặp đôi diễn viên đã ngoài 60 tuổi nhưng cố gắng diễn những khoảnh khắc hài lầy lội. Học hỏi Châu Tinh Trì nhưng không thành. Thậm chí, cả hai diễn viên còn có cảnh nóng bị chê thảm họa, trong đó Uyển Quỳnh đang khoe chân, quyến rũ bạn diễn. Cảnh giường chiếu của cả hai vô cùng khó xem, bị Quy Quy nhận xét là phản cảm. Uyển Quỳnh đang nổi tiếng với người xem nhờ một thời đóng phim Châu Tinh Trì vào các vai gái xấu để quyến rũ thanh niên điển trai mơn mởn. Thế nhưng giờ đây, diễn xuất của cô đã không còn duyên dáng như xưa. Đổi lại áp dụng lên bạn diễn lớn tuổi lại thành ra kịch cẩm, khó chịu. Cảnh giường chiếu của cặp diễn viên tuổi ngoài 60 gây phản cảm. Truyền thông Hoa ngữ cũng lên tiếng chỉ trích Phan Trường Giang khi nam diễn viên đã qua rồi thời đỉnh cao. Trong thời gian qua, sau năm đóng 19 phim rác từ truyền hình đến điện ảnh. Trước đó, Phan Trường Giang từng đóng chính trong bản truyền hình của Đậu Bao Huyện Lệnh và cũng thất bại, bị chê dở tệ và không ai xem.